Mark filter tức là chúng ta sẽ chuyển qua một đối tượng lọc thông minh. Ở đây các bạn nhấn nút vào hình này, chúng ta mở khóa ra. Bây giờ trường hợp 1, tôi sẽ dùng đối tượng này chưa kích hoạt Mark filter bằng cách tôi bật filter và sử dụng block blur, gaussian blur và kéo đối tượng lên để thấy sự tác động. Ok, với cách dùng đầu tiên này thì chúng ta sẽ không chỉnh sửa lại các kích thước hoặc là các thông số tác động trong filter. Vì vậy, tôi sẽ nhấn thêm F12 lại để reverse. Lấy lại ban đầu, tôi cũng nhấn nút vào đây. Mở khóa. Nhưng trước khi tôi dùng hiện tượng blur, chúng ta vào filter. Các bạn convert to smart filter, tức là chuyển đổi ảnh này qua một đối tượng lọc thông minh. Chúng ta nhấn đôi show again và OK. Thì khi qua một đối tượng thông minh, các bạn thấy rằng có cái ô ở đây. Bây giờ, tôi sẽ vào bộ lọc và dùng kênh blur, gaussian blur và kéo đối tượng lên. Ví dụ tôi kéo lên khoảng 7 và OK trở lại. Sau khi tác động lạnh xong, các bạn thấy ngay rằng ở dưới của chúng ta đang có hiện tượng Smart Filter, tức là đối tượng chúng ta sau khi đã tác động lạnh rồi, cường độ là mờ đã tác động, chúng ta vẫn thể chỉnh lại được. Các bạn nhấp nút vào chữ Gaussian Blur đây. Các bạn có thể hòa trộn, tỷ lệ hòa trộn Blur bao nhiêu phần trăm, để hòa trộn như thế nào. Hoặc là chúng ta nhấp vào chữ Gaussian Blur, nhấp nút hai lần trượt trái vào. Chúng ta chỉnh lại cường độ, giả sử tôi chọn 5 thì nó sẽ yếu hơn. Ok, các bạn cũng có thể tùy chỉnh cái mặt nạ, bật tắt hay nhấp nút vào chỉnh cường độ của nó bao nhiêu phần trăm. Vì vậy nếu chúng ta chuyển đối tượng qua Smart Filter thì chúng ta sẽ có thêm một cái tùy chọn là chúng ta chỉnh đi chỉnh lại nhiều lần, nó không ảnh hưởng đến file gốc. Còn nếu các bạn muốn trở lại một cái đối tượng nguyên hình sau khi tác động lạnh rồi, chúng ta chụp phải vào và bấm phần Right Side Layer, nó sẽ gộp tất cả đối tượng lại là xong.